Ok, xin chào và hello mọi người đã quay trở lại với channel của Cooly TV nha. Bữa giờ tôi làm video ấy thì tôi đặt comment ấy, thấy rất là nhiều bạn yêu cầu lì bán súng tỉa luôn. Đấy thì theo yêu cầu của mọi người ấy thì hôm nay tôi sẽ dùng súng tỉa để leo top, và hơn hết ấy thì tôi sẽ có huy hiệu Kill the King và cầm khẩu súng tỉa này đi sang với huy hiệu đó luôn nha. Tại súng tỉa thường cuối game mới có mọi người, nhưng mà cuối game cầm súng tỉa bán là mọi người biết rồi, địch nó đông mà tôi cầm súng tỉa nữa là xử lý hơi bị can luôn ấy. Bình thường ấy cuối game mà cầm súng tầm gần ấy, là con lì là con hổ rồi, mà hôm nay cầm cây súng tỉa chắc Hello Kitty luôn á. Ok thì bây giờ sẽ vào trận đấu luôn. Mọi người còn đoán xem thì cầm súng tỉa sẽ bán như thế nào nha. Let's go. Ok, vô trận đấu đầu tiên rồi nha. Tại trận đấu đầu tiên á thì lì gặp đấu sa mạc mọi người à. Lì quyết định nhảy là khu trại chiêu hy luôn nha. Tại tại vì lì mới nhảy xuống mà lì thấy có bốn bạn bên phải luôn nè. Đây để lì kiếm súng thì xử lý mấy bạn này trước hả. Tại có một cây AK, có một bạn bên trái luôn nè. Ui bên phải có nữa. Ok, nấp một bạn bên phải trước nè. Tại để lì hồi máu á. Tại vì bên trái thì có người mà bên phải có bốn bạn lận. Bây giờ lì xử lý bạn này trước hả. Ủa bạn này khá ta su dai nha. Bây giờ lì sẽ tới đây cầm cây B90 nè. Anh cái bạn này công qua. À liền cái tiếng chân tới gần rồi này. Đấy, tới gần sấy này. Ok nắp nha, bạn này có Sonya. Ok nắp luôn này. Để gặp giờ đó thì đầu game. Ủa giời, mắc heal luôn rồi. Trời, các bạn bên này cái có thể cờ cái lì này. Ok nắp luôn. Trời, tính ra thì đó là khi có lì luôn á. Mà bạn này có nhanh thiệt. Hãy súng đầu game á thì lì sẽ bán ca đỡ những cây khác nha. Tại vì cây súng tỉa thì mọi người biết rồi, nó không nó khó, như khó kiếm hơn mấy cây khác rất là nhiều luôn. Thứ nhất á là nó chỉ có trong thính thì chỉ hên xui thôi, nên là mọi người phải chờ tới cái lúc mà có máy bắn hàng tím là tôi mới liệu được nha. Đây có M10143 chip luôn nè, thì đầu game mà tôi sẽ cầm cây súng tầm gần là M10143 chip và combo này luôn nha. Hãy bán đỡ một xíu, tí nữa đi kiếm mấy máy bắn hàng tím sao. Đây bên này có người tiếp này, nắp một này. Ok nắp luôn hai bạn mà. Ok trời, bạn này tôi quơ đẻ vô đầu luôn sao nội ơi. Hãy hiện tại lì được 4 kill rồi. Hãy 4 kill thì kiểu như kill đầu tiên á, bốn mà gì ta, bạn nào mà đầu tiên giết được bốn kill trước ấy là sẽ nhận được huy hiệu này nha, chứ không phải là kill nhiều nhất. Từ để tự lì xử lý bạn này á. Bạn này cũng có ngộ không à. Đây chạy ra đường sau rồi, bây giờ lì sao hồi một bình máu nha. Để coi thử mình ơi, mình đã bò ra nè. Thôi lì giờ lì rút lui đã. Tại vì lì đang ít máu, bạn nó mà đà lì cái là to lì luôn ấy. Đây giờ lì hồi bình máu xong lì sẽ công nha. Ui lì hết ngộ không rồi. Đây lấy ngộ xong lì sẽ công luôn nha. Ui các bạn này á, nó rồi. Ok gặp giờ luôn này. Hình như các bạn này bị bận ở trên đồi bán mọi người à. Đấy các bạn anh này. Đây lá ra. Ok nóc nè. Đấy AK một pin vô đầu này 190 mấy máu luôn. Tại vì AK đam rất là to luôn nha. Lì còn có skin AK rồng lửa nữa, nên là tan 2 sát thương một tốc độ bán lặng nên bán cực kỳ sướng luôn. Tại lì mới đổi qua cây X18 nha, tại vì súng trường tầm xa ấy, quanh súng trường ấy thì lì thích nhất là bán cây X18 với lại cây Scar 3 chip nha. AK thì hồi xưa thôi, chứ bây giờ AK là theo lì thấy là đam nó to nhưng mà bán vuốt tâm nó không sướng mày nhắm không. Cậu có thấy chưa, tại X18 mà súng tủ với lì bán toàn hát cái sọt thôi. Ai lì bãi kêu hoạch bên đây nè. Trời, mới vừa quay qua một phát full đỡ bọn bên kia luôn. Tại súng tủ nó bán có khắc mọi người. Đây nóc tiếp nè, ui rồi chưa gì hết được ta bãi kêu 8 kêu 9 kêu rồi. Theo bạn này mà gục nó là 9 kêu rồi. Đấy kêu này kêu thứ 8 này, còn kêu bên kia là kêu thứ 9 sụt quân á thì lại mới ấy có một bạn ngồi xin xuống đây này. Ok nóc luôn. Trời khu này tự nhiên đông thế nhờ, thì mới bán quần quần ở khu này thôi mà được 9 kêu rồi. Đấy có cái hiệu này nó quét có một bạn ở dưới cái nhà này nữa nè mọi người. Cái hiệu này cũng cực kỳ lợi chứ, kiểu như thích hợp cho những bạn là đi sang ấy, chứ bạn nào mà mấy bạn nào mà đi nấp có cái hiệu này là hơi bị to luôn á chứ. Đây ui dồi trời bạn này bán ẩu thế chưa gì mà hết. Ê bạn này hết đạn à, anh hết đạn, anh thanh niên hết đạn à. Lì hồi sáng dậy rồi nè, sang lì hồ một bình máu sang là lì xuống lì phục thù nha. Các bạn ấy bán đúng ẩu luôn ấy, nó bán đục giáp cái cây M10 mà nó bán nhanh quá. Tại rồi từ để lì xử lý bạn này cái đã. Đâu rồi sụt của lì hết đạn rồi, đổi qua X18. Ok nóc nè, tí nữa là bạn này bán lì gục lì lần he rồi. Lần đầu á lì là bạn này hết đạn nên là không có bán lì được, chứ bạn đó mà còn đạn là lì chắc lì lên bảng điểm số luôn rồi ấy. Tại thì đầu game 11 kill rồi, nãy giờ lì bán súng khác thôi, tí nữa cuối game kìa mới có được cái đất mọi người. Tại vì ở đất mới ở trong máy bắn hận tím nên là tí nữa kìa nó mới rớt xuống, hoặc là đi lượm thính ấy, mà lượm thính cũng tí lệ hên xui nữa, nên là không phải muốn có ở đất là có nha mọi người. Đấy thì event ở video lần này á là tôi sẽ từ để tôi xử lý cái bọn này á. Ok ý là quay shot luôn nè. Ok nóc luôn nè. Đấy event lần này á là mọi người sẽ tính số kill hết sọt bằng AWM nha, tính số kill hết sọt ở cả hai trận đấu luôn nha mọi người. Và điều kiện tham gia event của lì á thì cực kỳ đơn giản luôn, mọi người bấm like và đăng ký, sau đó comment là đương nhiên phải comment đúng rồi nha. Bấm like và đăng ký, comment đúng là lì sẽ chọn ra hai bạn random
không phải heo bạn chứ. Là số phần thưởng event ấy sẽ phụ thuộc vào số like của mọi người. Mọi người like cho tôi được 3k like thì tôi sẽ thưởng cho 3 bạn, và được 5k like thì tôi sẽ thưởng cho 5 bạn nha. Ê giờ từ, có mấy bạn này để xử lý ăn, được yếu rồi nè. Bây giờ nhưng mà có tên mà tên đông mọi người. Bây giờ Lì sẽ hồi một bình máu chạy nhanh, Lì sẽ chạy về cái góc nhà trước nha. Đấy, Lì lên nhà sau đó Lì nhảy xuống cái góc nhà nè. Đấy, tại vì Lì dụ mấy bạn này vừa dồn vô một góc nè. Đấy, có một bạn này, ok, nóc một nè. Đây, nóc nè. Còn heo bạn nữa, Lì nghe tiếng chân, còn heo bạn nữa mọi người. Đấy, bạn này vô cứu nè. Ok, nóc một luôn. Còn một bạn nữa. Úi dồi, quay lại Lì quay sót hụt. Ok, bạn này cũng yếu 50 máu rồi nè. Bây giờ Lì sẽ nhảy vô bán luôn nha. Đây, keo nè, ok, trời, ba bạn một chỗ 100 luôn. Đấy, gật giờ luôn, hiện tại là Lì đã được là gật giờ luôn, là được 15 kill rồi. Úi dồi, mới đầu game nhấp ở khu trại chưa hay thôi, đã lượm được 15 kill rồi. Đấy, thì mọi người cho Lì khoảng 10 giây quảng cáo nha. Đây là cái shop của Lì TV.com của tôi nha. Đấy, đang có rất là nhiều sự kiện cho mọi người luôn, đặc biệt là sự kiện sale 90% ấy. Bây giờ Lì sẽ vô sự kiện đó cho mọi người xem dễ hiểu nha. Đây là sự kiện ở đây, thì trước khi vô mọi người nhớ đặt thông báo cho mọi người. Đấy, ở đây có vài nick, về một ngày sẽ có những khung giờ xem và mọi người xem nhanh mới được nha. Đây, bây giờ tôi sẽ vào một nick xem thử cho mọi người xem nè. Đây, chọn đẹp một tí khoảng heo trong cành đi. Lì thích số heo nên là chọn tiếng số heo luôn ấy. Đây, đu số heo có heo cây level 7 luôn, quá cả chưa. Đấy, có 4 cây nâng cấp và heo cây level 7 nha. Đấy, cứ như heo trong cành này là quá lời luôn. Và những ad này là excel nên là rất là có hạn nha, chỉ có vài lít thôi và chỉ dành cho những bạn là xây nhanh thôi, chứ còn chậm là không có kịp đâu nha. Ngoài ra anh em nào mà còn muốn thử bằng may kim cương hay là thử bằng may ad random ấy thì lên shop tôi ủng hộ với nha. Đấy, quay trở lại trận đấu á. Ok, nó tiếp này. Ok, nóc heo này, trời ơi, x18 tôi bán còn đậu thôi. Nãy mới đang quảng cáo mà bán được một bạn rồi. Một tác quảng cáo một cái là bán được một tiếp một bạn, heo bạn full đỏ luôn. Và nãy giờ vẫn chưa có được cây AWM mọi người. Tại vì chưa nãy giờ tôi chưa lượm được cái thính á, chưa thấy được thính á. Cái thính này là thính kế bên luôn mà các bạn địch lượm gần hết rồi. Nhưng mà khu này đông quá, bây giờ tôi sẽ bay lên chơi nha. Mọi người nãy giờ mà để ý trong cái máy quét của cái vương miện ấy, trời, quét xung quanh đây đúng đông luôn. Tí nữa tôi sẽ đi kiếm cái máy bắn hờn tím sao. Bây giờ tôi sẽ lên góc cầu, tôi đấn xuống, tôi ca xuống dưới lẹ đã. Tại có một bạn nhảy lên núi này. Đây, lên đây, nãy đang quán cáo mà quán cáo mà đấn xung quanh tôi đông này. Ok, đắp tiếp này. À, rồi nãy quên chứ, shop của tôi á thì mọi người có nhu cầu á thì gái dưới comment nha, chứ mô tả không có được để nữa mọi người à. Đó là ai nga gậy á mọi người. Bây giờ cứ như không được gán dưới mô tả đâu, gán chỉ dưới bình luận thôi. Nên là mọi người nào có nhu cầu thì gái dưới bình luận nha. Đây, bây giờ còn tôi sẽ quay trở lại với cái chủ đề là tôi chơi game và xử lý tình huống cho mọi người xem. Đây, cái máy bắn hàng tím này rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Trời, thấy cái máy bắn hàng tím mà tôi mừng quẻ cái trưởng luôn á chứ. Đây, để tôi dịch từ để bán hết á, bán hết xong rồi hãy dịch chuyển xuống dưới nha. Đại xuống dưới này, ở trên đó không cho mà dùng cái máy dịch chuyển mọi người à. Chứ có đứng dưới đất nó mới cho dùng ở sau á. Đậu xanh nó khó chịu ghê á, yếu này. Đây, bây giờ yếu hết, bọn nó yếu hết rồi, bây giờ Lì sẽ dịch chuyển xuống bán luôn. Ủa đấy, đây cứ ngược leo rồi, thấy là tôi sẽ đu xuống mát lên luôn, bán sụt cuốn này, mát sụt cuốn nó nè. Sốt, ok lia luôn, đẩy 20 kill, đu, tròn ta, vừa 20 kill mà map còn 20 bạn luôn. Còn 20 bạn nữa là trận này được 40 kill, quẻ cái chữ kỷ lục Việt Nam, kỷ lục Guinness luôn. Đấy, kỷ lục của cu Lì là chỉ có 36 kill thôi, mà trận này còn 20 bạn là sẽ đáng làm luôn cái kỷ lục 40 kill quen ra đất luôn, là quá đã luôn á chứ. Vương tầm quốc tế luôn á, quốc tế miền Đông luôn, quẻ cái chữ. Tại bây giờ tôi sẽ ở lại cái clip của tôi ra, tôi sẽ từ chưa được ở lẽ đâu. Có một bạn tới cứu đồng đội nè, chưa kịp mua đất nữa là có bạn tới rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ mua cái máy bắn hận tím có đất nè. Đâu rồi, đây, thấy chưa, tôi tìm hiểu hết rồi, cái máy bắn hận tím mới có đất thôi, hoặc là trong cái thính, nhưng mà cái thính là thính hên xui, cái lúc có đất còn cái lúc không có mọi người. Thì có trang máy bắn hận tím hay là chắc chắn có, nhưng mà kiểu như hồi về giai đoạn giữa game, giai đoạn late game kìa, về late game á, về late cái về late là gì tôi quên mất, và đơn giản đúng nhất là về cuối game đi. Đấy, tiếng Anh tôi không chuẩn là tiếng có, tiếng gì, tiếng có, tiếng không mọi người à. Đấy, tôi chỉ biết là về cuối thôi. Như về cuối cái tiếng Anh nó nghĩa là về lay, về led gì á, tôi quên mất tiêu rồi. Không phải tôi không biết mà là tôi không biết phát âm như thế nào ấy. Tôi chỉ biết là về giai đoạn cuối game mới có adapt thôi nha. Đấy, cái này gọi là gần cuối game chứ chưa cuối. Và giữa, ở bên này có nhau, cũng có bán nhau nè. Trời, nó lộn, có nhau luôn. Có nhau đâu mà có nhau, chúng ta là địch mà sao mà có nhau được. Đại, có bán nhau. Bán dữ vậy ta. Ai viên là đầu tiên vô đầu là có điểm nha. Hãy mọi người nhớ event của tôi là gì không? Tính số khiêu hát sọt bàn adap. Đại, cái đấy là một khiêu rồi ba. Đại, nhưng mà không biết là chắc chắn khiêu này của tôi không biết có ai có ở đâu. Đại với tay với nhau quá chừng luôn. Một viên nè, hai viên nè, ok nóc tiếp nè. Ai ui chụp 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 một đống luôn, buông nhau bán luôn. Tôi đứng trên đây, ủa tôi mới thấy một đống mà đâu có trơn rảo. Quẻ cái chữ mấy bạn này bán nhau xăng lên kéo nhau lên bận điểm số hết trơn luôn. Tôi mới thấy một chùm luôn, không phải. Đây ui trời, lại gục. Ê, từ từ,
Ủa sao sao kéo xuống tao không được. Trời ơi, đậu xanh các bạn nó đứng ở dưới quá, không kéo tao xuống được mọi người à. Giới hạn game nó không cho kéo xuống. Nên là thôi bán đỡ bạn kia. Phải 24 kill rồi. Là lòng đổi cái kéo nghe mấy bữa kill 24 này kill 24 luôn. Trời mà chạy mà. Ôi giời hụt trời. Ủa nó đi ok nó. Trời ơi. Cái viên người ta kéo luôn rồi sao đây ta. Ôi giời máy dịch chuyển không xuống được mọi người. Ôi giời máy dịch chuyển không xuống được rồi. Ê chào bạn. Ủa rồi không ló luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ hồi một bình máu siêu cấp, sau đó tôi dùng bể phóng để bay vô bo nha. Chứ bây giờ không bay vô bo là không kịp đâu mọi người. Chạy ngay đi. Đây đặt phải bể phóng bay qua hướng bên này nè. Bên này là hồi nãy liền ngay có một bạn bán liều ở phía bên phải. Không biết các bạn nó chạy đi tới đâu rồi. À đây. Đây là chúng mình có duyên với nhau rồi. Không chạy được đâu. Đây bay bê qua lại đây. À đây. Bay bê em nhớ nè. Ok nắp luôn. Đấy một viên đúp. Thì ở đất á thì bán no scope 2 nha mọi người. Không phải là 2 mà là kiểu như lì biết bán ấy. Thì còn ế chơi đang flash một xíu mà chơi mấy bọn này kêu mày bán 2 con bố tới đây. Ui đâu rồi. Ha, ui giời mấy bọn này đi ngược lại thì sao à. Hãy lì nhốt các bạn đó trong cái quả keo luôn rồi mọi người. Ui giời bo cán đau thế. Bây giờ lì sẽ hồi một bệnh máu siêu cấp lì chạy nha. Tại vì lì cũng không còn gì để đi bo ấy. Bây giờ ui giời không dùng được mọi người à, đứng trên này không dùng cái máy đó được. Thì tưởng thì còn chia với chạy bo nhưng mà không được rồi. Bé buộc là phải nhảy xuống móc xuống này rồi. Các bạn kia còn dính những cái quả keo của lì rồi, không biết là xuống chưa nữa. Đây, từ để sửa cái giáp cái đã. Tại vì sửa giáp chứ không, một viên phân liệu là to ấy. Tại vì cuối game dễ, mấy bạn kia dễ cầm phân liệu lắm. Tại, ủa còn các bạn trên đây đâu ta. À đây, bò. Này thì ca lì này không cho tôi đi bo. Trời ơi, đáp lực của lì hết đạn luôn rồi. Hiện tại là còn có 6 viên à. Ôi dồi, cái này không được đẹp ở trên mấy hòn đá hay là trên con mọi người à. Từ, bây giờ sẽ dùng cái số móc đi bo nha. Không chơi, không dùng được cái này thì mình dùng cái phát thôi. Đãi lại mấy nhà bán tỷ là hợp lý luôn. Đây, ấy đậu xanh á, nó kêu hợp lý một cái nó bắt hợp lý luôn. Thôi chuồn. Ở dưới này khó chịu quá. Kiểu như bo phía bên đồi á, mình lên trên đồi mình đứng là hợp lý nhất rồi mọi người. Kiểu như đứng ở dưới đó dễ bị trên này bán xuống lắm. Đây để lại có thính để có đặng ở tỷ á. Ôi tôi khỏi luôn, đi. Ở trên đây có người này mình lên đây trước đi. Chứ liệu có tính mất công hay vẫn kia dồn tôi nữa. Nói chung mình cứ lên con trước cho an toàn. Đây có mồi. Thôi. Nãy tôi mới thấy cái nhảy dù bên đây này. À hay. Ui có đặng tỷ á, bạn này lượm tỷ của tôi rồi. Đặng tỷ của tôi mà dám lượm này của Ly Đặng tỷ. Ui trời ơi. Quay cái lẹ này nóc nè. Nãy có bằng đồng đội tới à. Giờ trước tính sao. Đâu bạn kia ai quan sát này. Cái chót trời ơi quẹt cái chữ xịn hết chứ. Đại 28 kill. Từ bình tĩnh thôi man. Để tôi sửa cái giáp để tôi quay lại tôi gạt giờ nè. Tôi vẫn là nhiều phụ kiện ta có Hummer luôn. Cuối game mà có Hummer là rộng bay mà Hello Kitty luôn. Đây từ quay lại lấy đạn xuống tỉa chứ. Ủa sát đâu. Tôi nhớ các bạn kia cầm đạn xuống tỉa có ly mà. Đây rồi có tỉa rồi. À lên nhảy lên nè nóc này hả chứ. No scope của lì bán rồi khỏi phải nói luôn. Ui mới flash chăng lẹ hụt cho nội ơi. Dưới kia có party. Không scope nè, thấy chưa, hát cái chọt nè. Nhớ tính kia hết sọt của Lì nha. Lại còn một bạn dưới này nữa. Ui dội xuống dưới rồi. Ui bây giờ lại xa, chắc là dùng súng mát bay xuống mọi người. Bay xuống gần giờ chứ không là mắc khiêu ấy. Đây gần giờ. Từ gần giờ cho kỹ nha. Đây, ui còn ba bạn gần giờ bạn này là còn bạn cuối thôi. Hiện tại Lì 30 khiêu rồi. Đấy, mọi người nhớ like và đăng ký để cho Lì có động lực bán bạn cuối một viên ở đất nè. Thì bán bạn này một viên rồi, bây giờ một viên nữa là nóng chắc luôn. Ok Ly này, tạo phá vừa rồi Ly tưởng các bạn đã bán liền cái là toàn mắt tốc 1 luôn đó chứ. Hãy nhưng mà không sao, Ly bán là đắp nôi sự cố bản là siêu cấp VIP Pro. Mọi người nhớ like ủng hộ cho Ly ở trận này, ở nhà trận này bán quá dữ luôn đó chứ. Bây giờ sẽ qua trận thứ hai thôi. Đấy, trận thứ hai là nhảy đảo quân sự nha. Đảo quân sự là không biết có hấp dẫn hôm nay. Chứ đảo sao mọt vừa rồi làm 31 kill rồi. Đảo quân sự là tôi thích công trời thôi, tại vì công trời... Ê, anh thanh niên áo bán đêm à, bộ đồ bán đêm mọi người. Ủa áo bán đêm mà sao lòa ra bạn nào vậy trời. Bạn này nắp này à. Có gì có Dimitri gật giò luôn chứ Dimitri với chúng tôi. Dimitri nè ok một kill đầu tiên rồi. Thôi để kiếm người trước. Đây các bạn áo bán đêm lúc đầu game này mọi người. Nắp luôn nha, chắc là được theo kill rồi. Vì đầu game này lại sẽ đi bán ở cổng trời trước. Thế nữa là máy bán hoàng tím nó rớt xuống là lì sẽ đi kiếm adept sau nha. Đây vô phía trong luôn nè. Ấy có một bạn nè. Đây solo luôn. Mày cậu game thì cầm mắt 10 bán đỡ đi, tí nữa sẽ kiếm xuống tỉa sao. Từ cuối đường góc này nhảy qua không được, bây giờ lại sẽ đi vòng vô nha. Đây các bạn mà chạy. Úi có đồng đội của bạn nó nữa à. Ủa sao mình giật của mình luôn. Ok nắp đồng đội nè. Tại bây giờ còn bạn kia thôi xử lý luôn. Ok trời. Cái bạn này lì đụng sớt thôi mà đã clear luôn rồi nè.
Đấy, thì Lì đã lấy lại trong cái hiệu là siêu tự kim luôn nha. Cái như huy hiệu này á, là mọi người bán 4 kill sớm nhất trận đấu là mọi người sẽ được nha, chứ không phải là nhiều kill nhất á mọi người. Rồi đi xử lý cho bạn áo đen nè. Ok nắp này, ui xung quanh còn đông nữa, đặt giờ luôn. Này này, giờ bán phía sau trước nha, đặt bên kia phía bên kia rồi. Phía này thì sao quá nên là Lì sẽ bán sau. Bây giờ Lì sao hồi mã máu sang chạy vô phía trong nha, vô phía trong cho nó chát các mọi người, chỉ đứng ngoài đây hơi trống xíu. Đây đây các bạn này nè. Các bạn này bị bán gục rồi, bán gục này. Ok Lì bạn kia này, nãy bây giờ thì tôi qua gặp vào bạn này luôn, nãy được 7 kill rồi. Đây để qua đổi qua cái Sky nha mọi người. Ê, cái chiếc bên này năng Sky 2 chiếc luôn, quá đã. Hẹn giờ tôi sẽ vô trang thử còn người không, không còn người thì tôi sẽ đi tiếp tục đi sang. Ấy Lì vô máy bán hàng mua máy quét luôn, chơi mua cờ luôn không cái áo mọi người. Bây giờ Lì sẽ lấy chiếc mô tô này chạy xuống thung lũng nha. Lại tới thung lũng rồi nè. Đây Lì thấy có một bạn ở bên cả này. Ok lớp 1 này. Ui bạn này đứng nhìn Lì luôn ta. Đây người ta Lì được 8 kill rồi. Để coi máy quét của Lì. Ui người của sao tiền sao lưng mình nó không quét được nhờ. Thấy công này, công Lì này ok nóc luôn. Thấy ngoài là gặp giò đã 9 kill. Còn nha cái máy quét đi xung quanh còn nha. Sao bạn này nó không quét được ta. Kiểu này. Từ phía sau Lì có người nha. Phía sau có người, trên đồi có người luôn, kéo bên đó luôn. Kiểu này. Đây để Lì quay Lì solo luôn. Solo luôn. Ok nóc này. Đấy đấy còn một bạn phía xa nữa thôi. Còn một bạn phía bên nhà L ấy. Để coi thử bạn nó trông qua cho Lì chứ. Đây này. Kiếm này. Từ đi. Đâu rồi. Ấy, ủa trên đồi tắm nha. Trên đồi là các bạn hồi nãy người gắn được đó. Nhưng mà ủa Lì không rồi. Các bạn trên đồi bán súng các bạn ở dưới này chết rồi mọi người. Đấy bây giờ Lì sẽ đi kiếm góc để công luôn nha. Coi thử bạn này có cái súng gì không. Không có. Công của Lì yếu một cái này. Ok nóc này. Đấy trời cầm xuống mà định kiểu như đi bộ giúp trâu tôi với sao ấy. Đây gặp giờ luôn 11 kill rồi. À bạn này có MB40 thì sẽ đổi qua cây BB19 thành cây BB90 chứ B90 thành cây MB40 nha. Thấy hiện tại thì chưa có súng tỉa nên là Lì cầm đỡ combo này nha. Combo này gọi là combo Lì thích bán nhất còn ngoài. Combo gọi là combo tủ chứ. Đây để lẹ nút tiếp đồ qua mấy bạn này một xíu sau đó lấy xe đi sang tiếp. Chắc bây giờ Lì sẽ lấy xe đi xuống khu gì ta. Khu tháp đồng hồ chứ. Thì thường ba cái khu vực mà Lì đi sang á là cổng trời, sau đó xuống thung lũng, sau đó chạy thẳng xuống tháp đồng hồ nha. Kiểu như ba khu này là ba khu đông người nhất rồi. Ê có người nha, có người bán nhắm thanh trên đầu Lì nè. Đây để Lì lên Lì qua Lì công luôn. Đâu rồi ta, ủa mới bán đây mà. À chạy à, bọn này chạy vô qua hướng sau cái tháp rồi. Đây để Lì dí, Lì đi vòng dí luôn. Không biết là một bạn hay hai bạn nữa. Ui dồi đông nha, Lì nghe tiếng chân bên trái có nữa, thôi xử lý trước các bạn này. Đây có bạn, một bạn nó một này. Đây xử lý, ủa dồi hai bạn luôn à. Thôi phần này cái đặt keo thôi. Ok yếu này, nóc tiếp một bạn hai bạn rồi nè. Bạn thứ ba đó rồi. Ok nóc ba luôn nè. Còn bạn cuối thôi. Ủa đâu mà thả, Lì ngay cái chân trước này. À bạn cuối. Ủa nóc 4 rồi mà. Bạn thấy bạn cuối à. Ủa sao thằng như tên cái này lại ha, tên bạn ấy. Cái phần này tôi nóc 4 rồi mà. Ủa dồi gần giờ hết rồi nè. Hình như 4 bạn này là Lì ăn được 4 kill luôn. Nhưng mà là ha tên chứ không phải 1 tên. Lì tưởng 4 bạn này là 1 tên chứ. Này đi qua máy quét. À máy quét của Lì là ở dưới phía bên dưới hầm. Hướng này là hướng ở bên dưới hầm mọi người à. Đấy có bán nhau luôn rồi kìa. Bây giờ Lì sẽ đi qua nha. Đấy sao kêu à. Để Lì chọn một quả lưu bang xuống nè. Ui dồi, chọn một quả lưu bang. Bạn này yếu máu rồi, bạn này nấp luôn rồi. À phía này có một kill đi. Ok gạt giờ luôn nè, mấy bãi kill. Kiểu như hai bạn này bán nhau sang ấy, bạn kia yếu. Cho nên Lì chọn quả lưu bang nóc của bạn kia luôn. Còn cái bạn nấp cái Lì qua Lì gạt giờ luôn là thành 2 kill luôn á chứ. Hay chúng tôi có người này. Bán đau nha. Hay để Lì vô Lì từ Lì hộ một bình máu sang á, Lì vô Lì mua cái máy bán hàng nha. Kiểu như mua đồ tới chuẩn bị đi mo luôn. Các bạn ở trên đồi chắc là coi nâng ca Lì ở trở đấy. Hay bây giờ Lì sẽ xuống lên trên đồi dí các bạn đó luôn nha. Mua đồ sang rồi quay lại dí luôn. Ui hình như các bạn đã chạy tới nơi rồi mọi người. À đây. Xuống cộng Lì luôn nè. Ok nắp nè. Để Lì qua Lì thử các bạn này có kim tim không, gặt giờ luôn. Tại vì bạn này bán cũng hơi bị đau ấy. Đâu rồi. Ui giời không có kim tim mà Lì gặt giờ luôn. Đấy 18 kill rồi. 18 kill rồi bạn chưa có súng tỉa luôn. Thì bây giờ chuẩn bị vào giai đoạn cuối game rồi. Giai đoạn này là giai đoạn dưới game là tôi nghĩ là sẽ có máy bắn hàng tím rớt xuống ấy. Đây để tôi đi vòng quần tôi qua thử. Tôi nghĩ là hình như là ở trong khu dân cư có một cái máy bắn hàng tím mọi người à. Đây ai này, trong khu dân cư có một cái máy bắn hàng tím này. Bây giờ tôi sẽ chạy lên đó luôn nha. Đây rồi, cái máy bắn hàng tím này rồi. Hồi nãy giờ mà bây giờ mới kiếm ra được cái súng tỉa. Đấy cái súng tỉa trong này là auto có luôn nha. Kiểu như trong này là chắc chắn có cái AWM luôn ấy. Chứ còn trong thánh thì mọi người ăn thánh xong là hên xui nha. Có lúc có cây AWM, có lúc có M249. Còn có lúc thính thì nó rất phán lựu. Nên là cũng hên xui thôi. Nên là tôi quyết định là
đi lấy adap ở trang máy bán hàng tím nha. Ấy lấy máy bán hàng tím có adap còn mua thêm một mớ phụ kiện nha. Tại giờ tôi sẽ lên ấy có một bạn trong cái máy bán hàng này mọi người. Đấy bạn này đang mua show này ok nắp luôn. Khi mà là kêu thứ 19 mà kêu đầu tiên còn adap luôn ấy. Đấy mọi người nhớ cái event lúc đầu game thì tạo cho mọi người không? Đó chính là tính số kêu hết sọt bạn AWM nha. Ấy kêu này là kêu đầu tiên ở trận đấu này rồi ấy, kêu nó thì có người bên trái nè. Đấy thì sẽ để xử lý adap luôn nha. Kiểu như cầm adap mà xử lý adap luôn. Đấy bên này ở dưới chân nhà lên là lại nhảy đường tát xuống. Ok một viên này. Đấy ok nóc này. Ấy qua đá gì rồi, kiểu như liền bán adap lại sẽ đổi qua xuống tầm gần ấy. Chứ không bán adap qua đá luôn là liền nóc ấy. Đây này này, kiếm nhau mà. Kiếm nhau này. Ok nóc này. Còn một bạn nữa, liền ngay tiếng chân còn một bạn nữa mọi người à. À bạn này ở trên nhà chung mày nhảy xuống này. Ấy nhảy xuống đi. Một viên này. Không biết ạ. Không biết nè, ok lia luôn. Đấy xử lý adap đơn giản rồi mọi người. Bạn cuối thì mình xử lý được chứ mà kiểu như ba bạn đang công liền á. Để xử lý full adap luôn hơi căng ấy, tại vì adap nó bán thì có một viên thôi. Nhưng mà heo viên mới nắp được một bạn lận. À đây. Đang nói chuyện ở ba bạn trước mà có một bạn đang hồi sinh xuống rồi nè. Đây để coi thử bạn này hồi sinh hướng nào. Chứ hồi sinh thẳng trên đầu lì quá lì bật nhám không có ghim được. Ôi giời. Bên kia cũng có bạn khác đang hồi sinh đó chứ. Hay để lì đi quay ra đi sao nha. Đi cái hiệu thiên não của lì chỗ bên khác. Ui mình đang nhảy trên nhà. Ok nắp cái này đặt chợ luôn 23 kêu rồi. Ở phía ui rồi trong cái máy quét của hiệu còn mọi người và ở bên kia tới ba bạn luôn, có nghĩa là còn một team ấy. Ba bạn này là liền nữa là bốn, là còn hai bạn riêng nữa. Hai bạn kia không biết là một team hay là hai team nha. Hiện tại là chắc chắn là trên hai team rồi, tại vì bên cái nhà nhiều lỗ rồi, đang có ba bạn bên đó rồi. Ui rồi mới hồi sinh xuống là bảy bạn rồi à. Đứng nhìn nè một viên nè. Ui bạn này một cái bạn đó em một viên liên tục vô rồi, để lì đẹp mấy cái máy di chuyển lên mấy nhà nha. Để di chuyển mấy nhà xong cái lì nhảy xuống cái cửa sổ bán được cái mọi người. Đây đẹp được rồi nè. Đâu rồi ta tại bây giờ lì sẽ nhảy xuống bán bè nha. Ui mấy bạn này biết lì à, tại vì cái cổng di chuyển nó có hiện cái hướng ba lên á, nên là mấy bạn đó phát hiện ra rồi. Đây lì bình tĩnh xử lý nha. Đâu rồi có bạn trên nhà đi đâu rồi ta, lì mới thấy đây mà. Lì mới nhảy xuống thấy bọn cái bọn nó xong rồi, để lì đặt một cái máy chỗ đó nha. Có gì cái máy bận ở bên nhà ngày đó mình chỉ đấy biết ai mà. Cái bọn này lại ở dưới trên nhà lì nè. Đấy nhảy xuống có cái máy. Úi ơi sao lưng có nữa. Đấy này mà B này ok nắp luôn nè. Đấy như ở đất bảy không được tới cái bên có người luôn. Ok yếu nè. Đấy chạy ra. Đấy thôi tôi đặt keo gạ luôn, tôi ngồi máu cho chết. Tại vì bây giờ cuối game rồi mà ẩu một cái lại mắc cái top 1 ấy. Đâu rồi ta, cái bạn này ăn một mớ viên MB40 của tôi xong chợ luôn rồi. Chết sao nhờ, à đây cuối cùng cũng hiện nguyên hình này. Quá trời, trời nhưng mà không dính luôn ta. À có một bạn chạy bo, có một bạn đang chạy bo. Ok một viên này, chạy bo. Chắc không chịu chạy cũng đứng yên quay lại solo nữa chứ. Đây bên trái còn có một bạn sao kèo này nữa nè. Ôi trời, quá đó mà trúng một cái là tôi. Một viên này. Cái tôi có phán liệu tôi canh nha, ló ra. Không có thì không chỉ ló thì bán phán liệu, ok nắp luôn. Úi giời, từ để Ly gặt vào xem cái bọn này chứ không mất kêu. Ok, còn có 4 viên đạn tỉa à. Chắc là bây giờ tôi sẽ cầm MB bán luôn ấy. Tại vì còn có 4 viên đạn tỉa là không có kiểu như thay đạn được các mọi người. Bán sang là nạp đạn nó delay ấy. Nên là, ơi này. Ok, yếu nè. Thấy yếu như này thì mình cầm tỉa được nha, tại vì một viên là chắc chắn nắp. Tại vì tỉa còn có 4 viên là không có kiểu như bán xong thay đạn liền được mọi người, tại vì nó delay ấy. Không có bán đạn là sẽ delay nha. Đấy, thấy chưa mọi người, phải ghè đạn này. Ok, nắp luôn nè. Khi mà là khi tới ra, ủa, khi này là khi cuối cùng rồi. Đặt đi đạn xuống này sao mà chỉ còn một bản cuối cùng thôi mọi người. Đấy, mà này không có đạn xuống tỉa. Thôi kệ luôn đi. Còn hai viên chắc khỏi bán đi, bây giờ tôi sẽ đổi qua một B40 bán luôn nha. Đấy, họ một bệnh máu trước tiên á. Để tôi coi thử, à cái bạn này là cái bạn tri nã cuối cùng của Lì luôn, là cái bạn đồng đội của cái team tri nã mọi người. Đây để Lì tới Lì công luôn nha. Đâu rồi đây hả, bên đây cỡ nãy giờ nấp bây giờ mới hiện nguyên hình này. Để Lì đỡ qua Lì cây sô cua Lì quanh sót cho nó đẹp. Đâu rồi quanh sót này. Ui dồi lại hụt mọi người, tại vì nãy giờ bán tiểu liên với lại ở đất không á, cảm giác tay sô cua nó chưa được tốt. Từ cũng yếu này. Ui dồi tôi cũng yếu rồi, từ từ để Lì đạt máu qua. Đạt keo hồi máu mà tôi nói nhầm ra đạt máu luôn. Đây để chờ bạn đó nhảy ra tôi bán nha. Đây ok, trời Lì cũng hết keo rồi mọi người. Càng nha, tại vì sao cua nó Lì cảm giác tay nãy giờ Lì không bán.
không có bán nào ok bán phun đỏ được nha. Hãy quá đẳng cấp luôn, ok top 128 kêu dành cho Cú Ly luôn nha. Thì mọi người nào mà thấy video và bán ở đất này hay á, nhớ like và đăng ký ủng hộ cho Cú Ly nha mọi người. Ok, đến phần câu event thì hai bạn may mắn ở lần trước ấy thì lại sẽ ghi video phía bên dưới nha. Thì bây giờ thì kết thúc video rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye.